Xin chào tất cả quý khán giả. Lúc này thì Vlog ngoài đường pit đang có mặt tại sân vận động Thống Nhất, nơi sẽ diễn ra hai trận bán kết ở giải hạng nhì quốc gia năm 2023 để xác định đội sẽ giành quyền lên chơi ở giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2023-2024. Và lúc này đây thì cầu thủ hai đội chuẩn bị làm lễ mặc niệm dành cho ba thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vừa không may bị mất vào ngày hôm qua. Chiều ngày 12 tháng 8 năm 2023, chuyến xe chở 4 thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã gặp tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 14 khi đang di chuyển trở về câu lạc bộ. Thật đau buồn khi huấn luyện viên Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Chí và cầu thủ Madura Oliveira Paulo đã tử nạn do tai nạn thảm khốc này. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn của bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Liên đoàn bóng đá Việt Nam kêu gọi toàn thể các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá Việt Nam và người hâm mộ cùng hướng về gia đình các nạn nhân, sát cánh với họ trong thời điểm khó khăn và cùng chia sẻ nỗi đau này. Kính đề nghị các thành viên ban tổ chức, đội bóng và toàn thể khán giả chuẩn bị một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã tử nạn ngày 12 tháng 8 vừa qua. Một phút mặc niệm bắt đầu. Như vậy là ngay ở phút thứ 11 của trận đấu thì các cầu thủ Đắk Lắk đã vượt lên dẫn trước Đồng Nai với tỷ số là 1-0. Dự khán các trận đấu tại giải hạng nhì quốc gia ngày hôm nay có cả huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Hiện anh Hùng đang công tác ở phòng các đội tuyển do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý. Và việc mà anh Phan Thanh Hùng lên sân để theo dõi các cầu thủ trẻ thi đấu cũng là điều dễ hiểu, để có thể là tư vấn cho danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ quốc gia. Lúc này thì hiệp 1 của trận đấu giữa câu lạc bộ Đắk Lắk và câu lạc bộ Đồng Nai đã khép lại với phần thắng 1-0 tạm thời nghiêng về câu lạc bộ Đắk Lắk. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem hiệp 2 sẽ có những diễn biến nào hấp dẫn. Một gương mặt rất quen thuộc ở các đội tuyển trẻ Việt Nam, đó là thủ môn Ilenie. Hiện tại thì Ilenie đang bắt cho Đắk Lắk và đang thi đấu rất tốt ở hiệp 1. À,
vậy là các cầu thủ Đồng Nai đã gỡ hòa 1-1. Trận đấu đã trở nên sôi động hơn rất nhiều. Và cũng giống hệt như hiệp 1, khi mà Đắk Lắk mở tỷ số ở phút thứ 7 của trận đấu, thì bây giờ Đồng Nai đã gỡ hòa cũng ở phút thứ 7 của hiệp 2, tức là phút thứ 52. Đây là Nhĩ Khang, một cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai, hiện đang cho câu lạc bộ Đồng Nai mượn để tham dự giải hạng nhì quốc gia. Nhĩ Khang vừa được tung vào sân ở đầu hiệp 2. Sau khi lép vế trong hiệp 1 thì ở hiệp 2 các cầu thủ Đồng Nai lại là đội tạo ra được nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Ilenia nhiều hơn so với phía Đắk Lắk. Một pha phát bóng lên khá nguy hiểm của Ilenia. Hiệp vị rồi. Lúc này khán giả đã đến sân Thống Nhất đông hơn rất nhiều so với đầu trận đấu. Khu vực khán đài A đã trở nên sôi động hơn. Vậy là câu lạc bộ Đồng Nai đã có bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1. Một bàn thắng quá đẹp của cầu thủ mang áo số 10, Quốc Khánh, và niềm vui của ban huấn luyện câu lạc bộ Đồng Nai. Đây đã là những phút bù giờ của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về đội bóng áo đỏ Đồng Nai. Những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ Đắk Lắk với hy vọng tìm được bàn gỡ hòa. Các cổ động viên Đồng Nai đang chờ tiếng còi khép lại trận đấu để ăn mừng sức lên chơi ở giải hạng nhất quốc gia. Và đây là anh Kim Hiền, một người bạn đã đồng hành với mình. Quê anh Kim Hiền là ở Đồng Nai. Và anh đang rất mong chờ đội nhà sẽ giành quyền lên chơi ở giải hạng nhất quốc gia mùa giải tới đây. Và như vậy là niềm vui thăng hạng của các cầu thủ câu lạc bộ Đồng Nai. Chúc mừng Đồng Nai đã quay trở lại với giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2023-2024. Thank you.
Thân Thắng Toàn, cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Cao Hoàng Tú, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai cho mượn. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày rất cảm xúc của những bạn đến từ Hoàng Anh Gia Lai. Tổng thư ký, xin lỗi, trợ lý chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Dương Nghiệp Khôi chia vui cùng với các cầu thủ câu lạc bộ Đồng Nai. Trận lội ngược dòng ngoạn mục của các cầu thủ Đồng Nai để giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Đắk Lắk. Và để kịp cho trận đấu bán kết thứ hai sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ thì ngay bây giờ các cầu thủ Đồng Nai sẽ lên để nhận phần thưởng dành cho đội chiến thắng ngày hôm nay, đó là xuất lên chơi ở giải hạng nhất quốc gia mùa giải tiếp theo 2023-2024.